Hãy chọn lối sống cho mình. Khi tôi nói hồn, không nhất thiết là mấy con ma. Ở đâu cũng có những phần tử xấu và phần tử tốt. Nếu chúng ta tự tịnh hóa chính mình và trở thành tốt, năng lực của chúng ta tốt, thì chúng ta sẽ thu hút thêm nhiều năng lực tốt, thành phần khẳng định và chúng sẽ bao quanh chúng ta khắp mọi nơi. Nếu chúng ta xấu, đen tối, chúng ta sẽ thu hút thành phần đen tối nhiều hơn ở chung quanh. Quý vị có biết những phần tử đen tối này từ đâu tới không? Và những phần tử tốt từ đâu tới không? Từ xã hội loài người. Khi con người nghĩ xấu, họ tạo nên những phần tử đen tối, năng lực hắc ám. Và nguy hiểm thay, nếu chúng ta đen tối và bị những phần tử đen tối này ảnh hưởng, thì chúng ta nói rằng mình bị vong hồn xấu nhập vào. Nếu chúng ta sạch sẽ, trong sáng và chúng ta nâng tư tưởng và tâm hồn mình lên một đẳng cấp cao thượng, thì chúng ta sẽ thu hút thêm nhiều năng lượng cao thượng, thêm nhiều phần tử cao thượng từ nhóm người có tư tưởng cao thượng, tao nhã và xinh đẹp. Chúng ta sẽ thu hút phẩm chất đó. Nếu những người đen tối, những người đầu hàng trước những áp lực đời sống và muốn chạy trốn, không nâng cao chính mình, thì họ sẽ thu hút loại năng lực này từ những người phát ra tư tưởng xấu. Bởi vì tất cả những gì chúng ta nghĩ, những gì chúng ta nói đều phát ra năng lượng. Năng lượng này ở quanh quẩn trong không khí. Rồi những ai thuộc về nhóm đó sẽ bắt trúng những cái đó. Cho nên đối với những người nghiện rượu, nhiều khi nó là như vậy. Hay là những người đánh bạc, nghiện cờ bạc, họ bị như vậy. Nhưng đừng trách vong hồn, phải tự trách mình. Chúng ta phải chọn. Vì vậy tôi mới nói, hãy chọn lối sống cho mình. Quý vị phải chọn muốn thành một người như thế nào. Phải chọn hết sức mình, nếu không sẽ bị yếu đuối. Và rồi tất cả những năng lực xấu sẽ áp chế quý vị. Rồi quý vị đứng dậy không nổi nữa. Một khi ngã xuống rồi, rất khó đứng dậy. Hãy chọn lối sống của mình. Con đường mà quý vị chọn là tốt lắm rồi. Hãy tiếp tục làm cho nó tốt hơn nữa. Rồi quý vị sẽ thu hút năng lực tốt hơn và tốt hơn nữa. Đó là lý do đời sống của quý vị bắt đầu tốt đẹp hơn. Đó không phải là do tôi, mà là do quý vị. Quý vị đã chọn lối sống tốt hơn. Quý vị chọn đi ra ngoài nắng nên mới thấy ánh nắng. Nếu quý vị chọn ở trong phòng tối thì sẽ thấy bóng tối. Tất cả đều là do quý vị. Tôi không làm gì cả. Đặt người khác trước mình. Hãy cố gắng đánh thức phẩm chất cao thượng bên trong. Quý vị có phẩm chất đó, đừng để hoàn cảnh hay những gì vật chất, ngay cả những điều thiêng liêng khiến quý vị quên đi sự cao thượng của mình, bản tánh thiêng liêng cao cả của mình. Hãy rèn luyện, huấn luyện lại bản thân, hãy nhớ lại chính mình rằng mình không phải như vậy. Quý vị đến từ thiên đàng và sẽ quay trở lại thiên đàng. Vì vậy hãy chuẩn bị cho hành trình về nhà với những món quà. Những món quà không phải cho mình mà cho tha nhân. Món quà mà quý vị sẽ mang theo lên thiên đàng về nhà. Đừng chỉ biết lấy, hãy luôn luôn cho đi. Lý do tôi không nhận bất cứ thứ gì từ quý vị là bởi vì tôi không tham lam, nhưng cũng vì muốn quý vị biết rằng chúng ta không nên lấy. Người tu hành không nên lấy gì cả. Chúng ta phải cho đi, nếu có, hoặc ít nhất chúng ta vui vẻ ủng hộ những người cho đi. Quý vị nên vui là ai đó nhận được gì đó từ bất cứ ai hoặc từ sư phụ. Quý vị chỉ nên hạnh phúc như thể quý vị là người nhận được nó. Đó là thái độ nên có. Quý vị hạnh phúc vì quý vị biết mình tốt nếu quý vị đặt người khác trước bản thân mình. Hãy nhớ lời Phật dạy. Đức Phật dạy rằng, nếu cho đi bằng tâm thuần khiết và tình thương, thì có vô lượng công đức. Nhưng những người không cho đi, nhưng vui vẻ ủng hộ, vui mừng cho cả người cho và người nhận, cũng được công đức. Hãy ghi nhớ điều đó. Hãy vui nếu có ai đó được ban thưởng, hoặc công đức, hoặc quà tặng, hoặc bất cứ điều gì. Hãy tốt, hãy cao thượng, hãy là Phật. Trau dồi những phẩm chất cao đẹp nhất. Đề cập đến sự phát triển tâm linh của chúng ta, sư phụ nói về tầm quan trọng của cách mình đối đãi với người khác. Đề nghị rằng chúng ta cố gắng luôn để ý trau dồi những phẩm chất cao cả nhất,
Đó là biết tôn trọng và quan tâm tử tế. Có vài việc sư phụ muốn nhắc nhở quý vị. Bất cứ nơi nào quý vị đến, sư phụ muốn quý vị hãy đại diện cho sư phụ. Nghĩa là quý vị sẽ không làm những gì sư phụ không làm. Và đối xử với mọi người như cách quý vị muốn được đối xử. Hãy là một người có tư cách ngay cả trong sự tu hành. Bởi vì chúng ta phải nên như vậy, không phải tại vì sư phụ biểu vậy. Quý vị là đại diện cho sư phụ. Quý vị làm những gì quý vị nghĩ sư phụ sẽ làm trong một cách thích hợp, ngay cả ở đây hoặc bất cứ nơi nào. Bất cứ điều gì quý vị làm mà xấu, quý vị không thể gặt hái được gì tốt từ đó cả. Chúng ta sẽ không đạt được gì nếu ích kỷ. Chúng ta chỉ được phước báo khi nào chúng ta vị tha, cao quý và nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Đối đãi với mọi người như nhau, luôn luôn tử tế, quan tâm, yêu thương và kính trọng. Giữ tư cách tốt, cao thượng, thanh lịch và xinh đẹp. Vẻ đẹp không phải luôn đến từ nét mặt hay thân hình. Vẻ đẹp là từ bên trong. Có hai loại đẹp. Vẻ đẹp từ bên trong luôn luôn vĩnh cửu và luôn được mọi người thương mến. Làm mọi việc một cách vô điều kiện. Quý vị chỉ cần thành tâm thì mọi việc sẽ tốt. Đừng kỳ vọng gì hết. Quý vị làm vì thích làm cho người khác. Như vậy nó sẽ có kết quả tuyệt vời. Cái gì cũng vậy trong đoàn thể của mình mà họ vẫn không học. Nhiều người không học, bị cái ngã chắn đường. Nếu quý vị làm mọi việc không có ngã chấp, không có điều kiện gì, một cách vô điều kiện, chỉ vì lợi ích cho người, thậm chí không vì lợi ích cho chính mình, thậm chí không hy vọng sư phụ tới hay bất cứ gì, thậm chí không kỳ vọng được phước báo hay gia trì từ Thượng Đế hay bất cứ gì, thì nó rất là tuyệt vời. Thật là dễ chịu khi ở trong một nhóm người như vậy. Được giúp đỡ hay giao tiếp với những người như vậy, tôi rất thích được như vậy. Ước gì tất cả chúng ta đều có thể trở thành như vậy. Cũng vậy, nhiều khi người ta hỏi câu hỏi giống nhau, nhưng có khi mình cảm thấy khó chịu từ một người mà không khó chịu từ người kia. Dù cùng câu hỏi, cùng sự yêu cầu. Tấm lòng vô vị kỷ, sự thơ ngây là cái làm cho mọi thứ tốt đẹp. Dù cùng một câu hỏi nhưng mục đích khác nhau, lòng thanh bạch bên trong khác nhau, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hay không dễ chịu. Cũng vậy, cùng hành động, có khi làm cho người ta cảm thấy thích hay không thích tham gia, giúp đỡ hay nhìn. Chúng ta ai cũng biết vậy, nhưng không phải ai cũng thực hành được. Vấn đề là vậy. Bởi vì ngã chấp. Ngã chấp luôn muốn làm vì lợi ích, vì danh vọng, vì tài sản, vì bất cứ gì. Ngay cả để được thiên đàng gia trì, đó cũng không phải là cách để làm việc. Chúng ta phải làm vì thích làm, để chia sẻ những sự tốt lành với mọi người, làm cho mọi người vui, như mình vui vậy. Nếu được lợi ích từ điều gì đó, chúng ta cũng muốn đem cái đó cho người khác. Và đó là mục tiêu duy nhất mà mình nên làm. Nhưng không may một số người trong chúng ta chưa có học điều này, ngay cả những người tu hành lâu năm rồi. Có những người mới vô mà họ rất nhanh, vì họ đã tu hành nhiều kiếp trước, chắc vậy. Họ rất là tự nhiên, trong trắng và vị tha. Có người theo tôi lâu rồi, ồ, họ chỉ theo thôi, đi theo, không biết bao lâu nữa. Không biết họ muốn theo bao lâu nữa. Đó là một chuyện. Đây là những đệ tử rùa. Họ bò rất là lâu. Một loại đệ tử nữa là những người đi ra ngoài làm đủ thứ nhưng vì cái ngã thôi. Quý vị hiểu không? Những người đi theo và những người chạy trước khắp mọi nơi, khắp thành phố vì ngã chấp. Quá ồn ào. Có hai thái cực. Một là người đi theo, chỉ theo thôi, rùa. Người kia là như ngựa, chạy lung tung, thổi kèn đủ thứ. Tôi đây, tôi làm việc cho sư phụ đây. Quý vị phải biết, tôi là người khiêm nhường nhất trên thế giới. Vậy đó. Quý vị phải tới giúp tôi, vì tôi làm việc cho sư phụ nè, không thấy sao. Rôm 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 rôm. Làm tự nhiên thôi, không kỳ vọng gì cả. Nhưng không phải chỉ làm thôi, mà làm một cách thông minh, vô điều kiện, bình thường, tự nhiên. Làm việc tốt, không cầu sự đền đáp.
Chúng ta phải làm điều tốt trên thế giới này, không phải vì chúng ta sẽ có kết quả tốt, nghiệp quả tốt. Điều này chỉ dành cho trẻ con, lúc bắt đầu, cho những người mới tu hành. Họ vẫn còn cần phần thưởng, phước báo, hình phạt, tất cả những sự khen chê này. Nhưng khi chúng ta lên đến cảnh giới cao hơn, đẳng cấp của ý thức cao hơn, chúng ta làm những gì có lợi cho người khác và những gì đúng đắn theo lương tâm của chúng ta, không phải cầu mong sự đền bù nào cả. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử của thế giới, không phải mỗi một người làm việc đúng đắn, không phải mọi hành vi tử tế đều được đền đáp bằng cùng một sự tốt đẹp cả. Thí dụ quý vị nhìn chung quanh, như Chúa Giêsu, cả cuộc đời Ngài, Ngài cố làm những điều tốt và là một tấm gương tốt đại biểu cho phẩm chất của Thượng Đế. Nhưng Ngài đâu có nhận được phần thưởng gì to lớn để đền bù đâu. Ít ra ý sư phụ nói lúc Ngài còn sống. Và Đức Phật, Ngài đã làm rất nhiều cho thế giới và cho các đệ tử của Ngài. Nhưng Ngài lại bị chửi bới, chỉ trích và nhục mạ. Đôi khi còn sớm bị ám sát chết. Như Gandhi chẳng hạn, Ngài cố làm những điều tốt cho dân chúng và quốc gia của Ngài và mang lại hòa bình giữa những tín đồ Ấn Độ. Rồi cuối cùng, Ngài được điều gì? Một viên đạn. Và nhiều người như Kennedy của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln, vân vân. Tất cả những người tốt này, họ đã thành tâm cố gắng đem lại công lý cho thế giới và mang hòa bình đến với nhân loại. Nhưng họ đều nhận kết quả rất thảm thương, đền bù cho sự tốt đẹp mà họ đã mang lại cho thế giới. Ngay cả về phương diện chính trị, không chỉ tôn giáo thôi. Như ở Formosa đây. Formosa là một trong những quốc gia thành lập ra Liên Hiệp Quốc 50 năm về trước. Rồi bây giờ họ được gì? Họ bị đuổi ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Cho nên không hẳn là mọi việc tốt chúng ta làm sẽ đền bù chúng ta với sự tốt lành. Cho nên đừng kỳ vọng sư phụ hứa hẹn với quý vị rằng nếu quý vị trì giới ăn chay thì sư phụ sẽ cho quý vị tất cả lực lượng bảo hộ để cuộc sống quý vị được thuận lợi và không trở ngại gì. Mọi người thương yêu quý vị, không kẻ thù, không bệnh hoạn, không tai nạn, không bị bệnh tật, không có những tai nạn mình không muốn, hay tương tự vậy. Quý vị giữ giới, quý vị làm điều tốt, bởi vì đó là cách duy nhất để làm người, làm một người xứng đáng, hiểu không? Nên làm thêm việc thiện. Tôi không có ý nói lúc nào người chồng cũng phải nghe lời người vợ, hoặc người vợ luôn luôn phải nghe lời chồng. Người nào đúng thì người kia nên nghe theo. Bất kể ngã chấp của mình đánh bại mình bao nhiêu, mình cũng phải nghe. Đôi khi chúng ta biết ai đúng nhưng chúng ta không muốn mất mặt, phải không? Chúng ta không muốn nghe. Không nên như vậy. Quý vị không nên sợ bị mất mặt. Sau khi bị mất mặt một lúc, quý vị có thể lấy lại thể diện. Đã làm người thì ai cũng phạm lỗi lầm, nhưng đừng phạm cùng một lỗi hoài. Nếu có người bảo quý vị đừng làm thế nữa, thì đừng làm. Chúng ta có đầu óc và trí nhớ, phải không? Người ta nói một lần là đủ rồi. Người ta chưa kịp nói thì quý vị cũng nên biết rồi. Sao phải đợi họ nói làm gì? Đến khi nói rồi mà vẫn còn tái phạm thì đó không phải là con người, huống hồ là người tu hành. Tôi không có loại đệ tử như vậy, hiểu không? Để làm đệ tử của tôi, quý vị nên là thầy của chính mình. Quý vị nên dạy dỗ chính mình. Nên huấn luyện bản thân, nên biết điều gì đúng thì làm. Điều gì xấu thì dầu là gì đi chăng nữa, cũng không được làm. Còn điều gì tốt thì bất kể là gì, cũng nên làm. Cuộc sống trên đời này ngắn ngủi, chẳng còn bao nhiêu thời gian, và lúc này là thời điểm rất khẩn cấp. Quý vị nên làm nhiều việc thiện và huấn luyện mình nhiều hơn. Bằng không, khi hối tiếc thì đã quá muộn. Mỗi ngày chúng ta nên tìm cách làm vài điều tốt cho người khác, không phải cứ ra ngoài bố thí mới là làm việc thiện. Ở nhà quý vị có thể kiểm thảo lại, xem hôm qua mình có trách lầm hoặc làm gì sai trái với chồng không. Và nếu quên chưa xin lỗi thì hôm nay quý vị nên xin lỗi. Nếu quý vị trách nhầm con cái và khiến chúng đau lòng, hôm nay quý vị nên bù đắp lại, thí dụ vậy. Nếu quý vị có cãi nhau với láng giềng, hôm nay quý vị nên mang cho họ cái bánh hay cái kẹo,
nói chuyện với họ hoặc mời họ uống trà. Thí dụ vậy. Khi quý vị làm gì sai thì không nên nói với giọng điệu: "Xin lỗi đó, tôi sai rồi." "Xin lỗi như thế là được chưa?" Không phải như vậy. Đôi khi chúng ta cứ im lặng, chúng ta không nói cảm ơn khi người ta làm gì tốt cho mình, hoặc khi chúng ta làm điều gì sai thì lại không nói xin lỗi. Như vậy không thể coi là một con người, huống chi là người tu hành. Người bình thường cũng không xử sự như vậy. Làm người nên nhân từ, chính trực, lịch sự, có trí huệ và đáng tin cậy. Hiểu chưa? Người Trung Hoa có rất nhiều sách vở, kinh điển và giáo lý. Chúng ta nên đem ra thực hành. Chúng ta phải thực hành, không chỉ đọc mà thôi. Rồi ra ngoài dạy dỗ người ngoại quốc rằng Khổng Tử nói thế này, Lão Tử nói thế kia và Mã Tổ nói thế nọ. Không chỉ trích dẫn lời người khác mà chúng ta phải thực hành trước. Chúng ta phải thực hành tốt rồi mới dạy người khác. Hiểu không? Hành động cao thượng ảnh hưởng toàn thế giới. Bất cứ ý nghĩ cao thượng hoặc vị tha nào cũng luôn mang lại kết quả tốt. Mặc dù quý vị không nhìn thấy một cách sinh động hay hữu hình, nhưng nó có kết quả luôn luôn. Mỗi khi quý vị nghĩ cao thượng và hành động cao thượng hoặc vị tha, kết quả luôn tuyệt vời, hữu hình và vô hình. Và nó ảnh hưởng toàn thế giới, không chỉ cho riêng người mà quý vị giúp đỡ, hoặc thậm chí cho chính quý vị, gia đình hay năm đời tổ tiên của quý vị. Nó ảnh hưởng cả thế giới và thậm chí cả vũ trụ, tùy vào hành động của quý vị vĩ đại chừng nào, hoặc ý nghĩ của quý vị cao thượng bao nhiêu. Luôn có ảnh hưởng. Bởi vì khi quý vị nghĩ cao thượng hoặc vị tha, quý vị đồng nhất thể với thiên đàng. Và rồi quý vị bổ sung thêm lực lượng cho thiên đàng để chiến thắng lực lượng phủ định ở thế giới này. Đó là lý do quý vị kết nối với thiên đàng. Và nó giống như một nhóm làm việc vậy. Và cộng tác làm việc. Bởi vì thiên đàng thì vô hình, còn quý vị thì hữu hình. Vô hình và hữu hình kết nối với nhau. Ồ, rất mạnh. Bởi vì lực lượng phủ định cũng là vô hình, nhưng họ cũng có công cụ của họ ở đây, cũng hữu hình. Đó chính là những người làm việc cho lực lượng phủ định, hoặc nghĩ phủ định. Nếu thế giới chỉ toàn những công cụ phủ định kết nối với lực lượng phủ định, thì dĩ nhiên sẽ dẫn đến tận diệt và hỗn loạn. Nhưng nếu chúng ta cân bằng lại với lực lượng khẳng định của mình và kết nối với thiên đàng, thì dĩ nhiên nó sẽ được cân bằng, ít nhất là cân bằng. Không phải kiểu như một bên thì quá nhiều và một bên quá ít. Cho nên càng nhiều người tu hành, quý vị càng có nhiều ý nghĩ cao thượng và càng làm nhiều hành động vị tha thì quý vị sẽ cứu thế giới. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bài giảng trên truyền hình Vô Thượng Sư.